Xin chào các anh em. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip review và so sánh hai con tông đơ, đó là con Kimei 809A và con One Super Tapper, hàng chính hãng, thương hiệu One luôn ha, sản xuất ở Mỹ ha anh em. Còn đây là Kimei, hàng của Trung Quốc nhưng mà chất lượng cao nha anh em. Mẫu mã bao bì nhìn giống giống nhau ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp con One trước ha. Vì mình đang quay video ở trong phòng kính á, cho nên tiếng sẽ hơi bị vang, các anh em thông cảm ha. Và bên trong nó thì có sách hướng dẫn sử dụng nè, đó, và hai cuốn tại nó hướng dẫn nhiều ngôn ngữ đó mà. Thôi bỏ qua nó đi, và gỡ miếng đệm nữa luôn. Đây là con Super Tapper, cầm chắc tay, khá là nặng, hàng của Mỹ, cầm lên là cảm giác rất là sướng ha, cầm chắc tay. Và đi kèm với con Super Tapper này thì gồm có một bộ là bốn thử nhựa, không ba sáu thử nhựa, sáu thử nhựa. Mình cứ tưởng như trong hình thì mình nói, nên mình nói luôn bốn cử, nhưng mà thật ra là sáu thử nhựa luôn nha em. Và một cây lược chính hãng của One, và không thể thiếu với nó là chai dầu máy và cây cò phủi. Thì mình nói về phụ kiện xong thì mình sẽ nói về chính là con Super Tapper này. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em nghe tiếng máy ha. Con này là sử dụng dòng điện 220V luôn, đó là dòng dành cho thị trường Việt Nam nên là rất tiện lợi anh em. Đây, như anh em có thể nghe thấy tiếng nè. Nếu mà anh em không thể nghe được, chứng tỏ là cực kỳ êm. Và mình ở đây là mở lên hầu như không nghe tiếng máy, rất là êm, chuyển động rất là êm và mượt nè. Anh em thấy bộ lưỡi chạy đá rất là mạnh đúng không? Đó, đá cực kỳ mạnh luôn. Đó, mình tắt lại không? Đó, bộ lưỡi đá rất là mạnh. Và so sánh tiếp theo đó là con Kimei 809. Giấy hướng dẫn sử dụng mà có chút xíu thôi, tiếng gì như tiếng Thái vậy đó, bỏ qua luôn. Mà mình cũng lo gì chính ra, mà mình nói về phụ kiện của nó trước ha. Thì con Kimei 809 này thì kèm với nó là bộ bốn cửa nhựa thôi đó, và một củ sạc, chai dầu máy và cây cọ củi. Rồi, phụ kiện của nó thì có nhiêu đó thôi. Đây cũng là miếng đỡ bảo vệ lưỡi. Con này thì đây, tiếng động cơ cũng mạnh mẽ nhưng không có khả năng êm bằng con Super Tapper đó. Và như anh em có thể thấy, đây là bộ lưỡi đá của nó, là anh em còn có thể thấy được cái chuyển động của con Kimei 809. Và con Super Tapper thì hầu như là anh em thấy nó đá rất là nhanh, gần như là mình nhìn nó giống như là nó đứng yên một chỗ, nhưng thực ra cái xung nhiệt của nó đá là cực kỳ nhanh nha anh em. Anh em nhìn nghiêng thì sẽ thấy được nè. Đó, và nhận xét thì ngoại hình thì hai con là khá tương đồng, nhưng mà cảm giác cầm chất lượng tay á, chắc cầm chắc tay nè, mà nặng, cảm giác sướng hơn thì có lẽ là con Super Tapper này. Nhưng nó bất tiện cái là nó thiết kế có dây, và con Kimei này thì
thiết kế vượt trội hơn ở điểm là không dây và nó có hiển thị thêm mức đèn báo phần trăm pin còn lại ha. Ở đây anh em sẽ thấy mức báo đèn nó bị nhấp nháy, đó là do nhịp thở của đèn. Khi mà lên camera thì sẽ bị cái lỗi đó, nhưng ở ngoài thì mức hiển thị sẽ đứng yên ha anh em. Rồi, nói về tiếp về bộ lưỡi thì có lẽ là cả hai đều sử dụng là lưỡi đơn cả và đều chung một tông màu, đó là tông màu trắng. Và con kim mây này thì mức giá của nó là tầm ở mức trung bình ha, chỉ rơi vào khoảng 350. Và con quan Super Tapper này thì giá cũng tương đối gọi là ổn so với các anh em mà muốn trên hàng chính hãng, thì nó cũng rơi vào tầm khoảng là gần 2 triệu. Và nếu như mà các anh em mà chưa đủ điều kiện thì có thể lựa chọn con này để mà làm nghề, và khi mà có đủ thu nhập thì mình có thể tậu một con tông Mỹ. Và theo như mình nhận xét đánh giá thì thực sự là con quan Super Tapper này là hàng xứng đáng để cho các anh em mà thích mà chuyên phép hơn ha, bởi vì nó rất là mạnh mẽ và cực kỳ êm. Mình để gần đây nè, mình đã mở rồi nha anh em nhìn kỹ nha, đã mở rồi. Và để gần với camera để cho anh em nghe tiếng máy, và anh em có thể nghe được rất rất là êm. Rồi, đó là mình nhận xét đánh giá về cả hai con Kimay và One Super Tapper. Thì các anh em nào mà có nhận xét riêng á thì có thể comment ở dưới video giúp mình ha, và chúng ta có thể trao đổi thêm. Rồi, các anh em nào mà yêu thích và muốn sở hữu cho mình một trong hai con thì có thể đến trực tiếp ba cửa hàng bên mình cầm và trải nghiệm ha. Cửa hàng Tân Bình, số 719 Lạc Long Quân, quận 10. Cửa hàng quận 3, số 62 Nguyễn Phúc Nguyên. Cửa hàng Thủ Đức, số 1028 Kha Vạn Cân, quận Liên Chiểu. Và các anh em nào mà muốn bên mình ship tận nơi á thì có thể liên hệ đặt hàng qua số hotline là 0906 686 151. Rồi, các anh em nào mà có thắc mắc gì hay muốn trao đổi gì thì cứ comment dưới video giúp mình ha. Và mình xin được phép chào anh em và hẹn gặp các anh em trong những video tiếp theo.